Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Lưu Cà Phê. Hôm nay tôi sẽ tiết lộ cho anh chị các vị trí vàng để chúng ta kinh doanh cái mô hình cà phê mang đi. Những vị trí đấy sẽ bao gồm những cái gì? Cái vị trí đầu tiên đó là tòa nhà, cụm tòa nhà văn phòng đó, hoặc là công ty có đông công nhân đó, thì cái việc mà chúng ta bán 100 ly một ngày nó là chuyện bình thường đó. Cái vị trí thứ hai đó là các trục đường chính đó, hướng đi làm. Các anh chị lựa chọn những cái vị trí mà có bóng mát đó, có thuận tiện cho khách họ dừng lại để họ mua sản phẩm chúng ta. Cái vị trí vàng thứ ba đó là khu đông dân cư, nơi có vỉa hè rộng để anh chị có thể đặt bàn ghế cho khách ngồi lại đó. Chúng ta đã trở thành một cái quán cà phê thu nhỏ rồi đó, thấy không? Đó là ba vị trí vàng mà nếu như anh chị muốn kinh doanh cà phê mang đi hiệu quả đó, thì anh chị nên chọn ba cái vị trí đó. Đó, và quan trọng hơn nữa đó là anh chị phải lựa chọn một cái mô hình kinh doanh cà phê mang đi. Thứ nhất, nó hiệu quả và nó đang là cái nhu cầu của thị trường hiện nay. Đó. Mọi người đều biết là hiện nay là khách hàng họ chuyển dịch sang cái cà phê pha máy. Đó. Bây giờ nếu mà các anh chị bán cà phê mang đi mà kinh doanh cà phê pha phin, đó, chúng ta pha sẵn để chúng ta bán cho khách hàng. Bây giờ lỗi thời mọi người. Bây giờ chúng ta phải kinh doanh cà phê pha máy. Vì sao? Bây giờ khách hàng họ cần là cái cà phê chất lượng, an toàn và sạch đó. Họ phải biết đó là cà phê, phải nhìn thấy cái quá trình chúng ta pha chế đó. Đó là lý do tại sao mà khách hàng bây giờ họ yêu cầu họ chuyển sang cà phê pha máy. Nên nếu như bây giờ bạn đang có ý định kinh doanh cà phê pha máy, kinh doanh cà phê mang đi, thì tốt nhất là mọi người nên lựa chọn cái mô hình xe cà phê pha máy đó. Vậy thì một cái mô hình xe cà phê pha máy như thế nào để chúng ta có thể kinh doanh cà phê mang đi hiệu quả? Vậy thì bây giờ tôi sẽ chỉ cho mọi người chi tiết về cái mô hình này sẽ như thế nào nha. Thì đầu tiên là chúng ta phải có một cái xe cà phê bắt mắt đó. Mang đi là phải bắt mắt, phải thu hút được khách hàng về ánh nhìn đó. Không biết sản phẩm của chúng ta như thế nào, như chắc chắn là khách hàng họ đi từ 200m, 300m phía trước phải thấy điểm xe chúng ta, thì chúng ta đã thành công bước đầu rồi đấy. Đó, đây như mọi người thấy, một cái mô hình xe cà phê để chúng ta kinh doanh cái cà phê mang đi hiệu quả thì nó phải như vậy, mọi người thấy không? Đây, nó phải chắc chắn như vậy đó. Và đây là được làm hoàn toàn từ sắt đấy mọi người, phải chắc chắn đấy, màu sắc nổi bật đấy, cái tông và tông đen của cái xe cộng với lại cái màu vàng của logo, mọi người thấy không, cực kỳ nổi bật, đẩy mạnh khi mà khách hàng nhìn thấy, họ nhìn thấy trực tiếp cái logo này, nhìn thấy trực tiếp cái xe này, mọi người thấy không? Kèm theo nữa logo hình con gà, mọi người thấy không? Cực kỳ là thắc mắc, khách hàng họ nhìn vào họ thắc mắc, ủa cái cà phê này gì mà sao nhìn lạ mắt vậy, thấy không? Đó mọi người thấy không? Đó chính là điểm mà thu hút được khách hàng, và đó là cái điều quan trọng khi mà chúng ta kinh doanh cà phê mang đi. Đó là bước đầu. Tiếp theo, để kinh doanh cái mô hình xe cà phê pha máy này thì chúng ta sẽ cần những cái máy pha cà phê chuyên nghiệp để tạo ra những ly cà phê sạch, an toàn và chất lượng. Đây, tôi cho mọi người. Thì đây, khi mà chúng ta kinh doanh cái mô hình xe cà phê, chúng ta sử dụng cái máy pha chuyên nghiệp như vậy. Đó. Đây là cái máy Casadio DC A1. Đó. Và một cái combo xe cà phê chúng ta sẽ bao gồm là cái xe cà phê này, máy pha này, máy xay với đầy đủ một dụng cụ đi kèm, được không? Và hiện nay khi mà mọi người mua cái mô hình xe cà phê pha máy này của Lưu Cà Phê thì chúng tôi có 7 mức giá để cho mọi người có thể lựa chọn đó, chỉ từ 25 triệu. Và các mô hình này khác nhau ở máy móc ở trên xe và độ bền cũng là công suất của máy thôi. Còn lại các bạn có đầy đủ máy móc và vật dụng để chúng ta kinh doanh đó. Vậy thì
quá trình chúng ta pha chế trên cái xe cà phê pha máy này như thế nào. Đó, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người em. Điều đặc biệt là cái ở cái mô hình mà kinh doanh cà phê mang đi ấy, là khách yêu cầu cái gì? Nhanh gọn và lẹ, đúng không? Một cái sản phẩm sạch, an toàn, chất lượng nữa. Vậy thì bây giờ tôi sẽ pha thử mọi người xem cái cà phê sẽ được pha như thế nào. Chỉ cần xay cà phê ra. Đó. Rồi lấy cà phê trực tiếp. Đây. Thấy không? Cà phê mới xay ra cực kỳ thơm. Đó. Cái mùi thơm này của mùi thơm của cà phê sạch nguyên chất. Khách hàng họ ngửi được cái mùi thơm này thì họ đã thích rồi. Đó. Và họ thấy chúng khi mà họ tới, họ đặt một ly cà phê, đúng không? Họ gọi một ly cà phê, chúng ta bắt đầu mới xay. Bắt đầu chúng ta mới pha ra, họ cực kỳ thích. Đó. Tâm lý khách hàng là như vậy mọi người. Khách hàng thích là họ bỏ tiền ra, họ mua một cái sản phẩm sạch và nó mới. Không phải là cái cà phê mà được xay sẵn rồi pha sẵn mọi người. Không được khách thích. Đó. Và bây giờ chúng ta chỉ cần chờ cà phê chảy ra là chúng ta đã có ngay một ly cà phê gửi cho khách hàng. Này. Thấy không? Cái dòng chảy cà phê cực kỳ là bắt mắt, cực kỳ là cuốn hút, không? Khách hàng bây giờ chỉ họ chỉ cần mang đi thôi mà họ đã có một cái sản phẩm như thế này, đúng không? Quan trọng ấy là chúng ta cung cấp ra một cái sản phẩm cà phê sạch, an toàn, chất lượng. Đó. Nhưng mà với thời gian phục vụ cực kỳ nhanh. Thấy không? Đây. Đây nha, cho một ly nha. Bây giờ tôi sẽ cho pha một ly cà phê đá mang đi luôn nha. Đó. Ở đây Liêu Cà Phê sẽ sử dụng là cái đường nước. Đó. Cái này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách làm đường nước luôn. Đó. Mọi người yên tâm. Đây, tôi cho là 10ml. Này. Và tiếp theo, đến cái công đoạn tiếp theo không thể thiếu trong quá trình chúng ta pha chế, đó là bước làm nguội cà phê. Bước này là cực kỳ cần thiết để làm sao cho cà phê của chúng ta giữ được cái độ đậm cũng như cái mùi thơm cà phê nha. Này, chúng ta cho vào cái đồ lắc này, chúng ta làm nguội vào trong cục đá. Mục đích của việc này đó là để cái cà phê mới pha xong thì nó rất nóng, nó phải làm nguội như vậy để khi mà bạn cho đá vào á, đó, thì cái cà phê vẫn giữ được cái mùi vị của nó. Này, sau khi làm nguội xong, chúng ta cho vào ly. Đây, có thấy không? Giờ chúng ta đến công đoạn tiếp theo là công đoạn lắc. Đấy. Lắc mọi người lắc thoải mái lên. Đây. Mọi thấy không? Một ly cà phê cực kỳ hấp dẫn. Đây mọi người thấy không? Nhìn thấy cái lớp bọt phía trên không? Đây. Mọi người có thể nhìn thấy cái lớp bọt phía trên không? Đây. Đây mới là sự hấp dẫn mọi người. Không? Một cái ly mang đi mà nó có đủ ba yếu tố là ngon, đẹp và đầy như vậy nhá. Đây mới là tiêu chuẩn mọi người. Đó. Và tiếp theo chúng ta chỉ cần cho nắp, cho nắp rồi cho cái túi mang đi cho ông hút lên là có thể phục vụ cho một khách hàng. Phải không? Cực kỳ hấp dẫn mọi người, cực kỳ thèm luôn. Đó. Nếu khách hàng nhìn thế này là thích rồi. Đó. Và quan trọng là cực kỳ ngon, thơm. Bởi cà phê chúng ta mới xay xong, chúng ta ép ra một ly cà phê như vậy, nó ép hết được tinh chất cà phê ra và quan trọng là đảm bảo được cái mùi thơm của cà phê được lưu giữ trong một ly cà phê như vậy. Đó. Khách hàng là khách hàng thích như vậy đó. Đó. Cà phê sạch, an toàn, chất lượng, họ thấy trực tiếp cái quá trình chúng ta pha chế luôn. Đó. Vậy thì khi mà bạn kinh doanh cái mô hình xe cà phê pha máy này thì điều gì sẽ giúp bạn thành công khi kinh doanh này? Đó. Không chỉ là về ngoại hình mà các bạn, không chỉ là về máy móc ở trên mà các bạn cần phải có 6 cái nguồn lực để bạn giúp bạn vận hành tốt cái mô hình này và kinh doanh nó hiệu quả. Cái điều đầu tiên đó là bạn phải có nguồn lực về cà phê, về cái nguyên liệu đầu vào. Đó. Đây, đầu tiên
đó là bạn phải có một cái nguồn cung cấp cà phê với giá sỉ cho bạn và được cung cấp thẳng từ nhà máy. À, vì sao lại như vậy? Bởi vì thứ nhất, cái sản phẩm cung cấp trực tiếp từ nhà máy thì cái sản phẩm đó mới là sản phẩm đủ yêu cầu về chất lượng, và kể là cái giá từ nhà máy nó sẽ thấp hơn rất nhiều. Nên bạn có một cái giá đó là giá sỉ, nên bạn ra một cái giá cốt như vậy á, cực kỳ thấp. Từ đó chúng ta mới có khoản lợi nhuận cao được. Ví dụ như một cái ly cà phê như vậy đầy đủ luôn, từ ly mang đi đến cà phê đến ống hút đến túi chữ T mang đi thì nó chỉ có giá là 3.500 thôi cho một ly như vậy, giá cốt. Đấy. Nếu mà các bạn bán nó với giá là 13.000 thì các bạn lời được 9.500 một ly như vậy rồi. Đó. Còn nếu như mục tiêu của bạn mà bạn lựa chọn những cái vị trí vàng để chúng ta kinh doanh ấy, thì dễ dàng bạn có thể bán được 100 ly một ngày. Đó. Vậy thì cái lợi nhuận gộp một ngày bạn bán được đó là 950.000. Đó. Đấy là với các bạn chỉ mục tiêu kinh doanh của bạn là 100 ly một ngày. Đó. Có nhiều điểm xe họ bán 200 ly, 300 ly thì một ngày họ sẽ thu nhập được bao nhiêu? Đó. Một tháng sẽ họ sẽ thu nhập được bao nhiêu? Đó là một. Cái nguồn lực thứ hai đó là nguồn lực về cái bảo hành, bảo trì máy móc. Thấy không? Khi mà chúng ta kinh doanh cái mô hình xe cà phê về pha máy này, sử dụng máy móc thì chúng ta phải bảo hành, bảo trì. Các bạn phải có một cái công ty lớn đằng sau, họ sẽ lo về kỹ thuật, lo về bảo trì hàng tháng để làm sao trong quá trình sử dụng các bạn không gặp vấn đề về máy móc. Đó. Và đây mọi người, máy phải hoạt động tốt, phải pha ra một chất lượng, một ly cà phê với chất lượng tốt nhất. Đó. Theo đó là trong quá trình sử dụng thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp những cái vấn đề về máy móc đúng không? Thì chỉ cần các bạn phải lựa chọn một đối tác họ có nguồn lực để khi các bạn gọi là họ có thể xuống họ xử lý vấn đề luôn cho bạn. Đấy, để đảm bảo là chúng ta có thể kinh doanh liên tục chứ không bị đứt quãng đúng không? Còn nếu mà chúng ta hợp tác với một đối tác mà họ không có nguồn lực như vậy á, thì đôi khi là bạn gọi một ngày và đến 3-4 ngày sau không biết là họ đã xuống chưa. Vậy thì trong những ngày đó thì bạn có thể kinh doanh được không? Chắc chắn là không rồi đúng không? Nên cái lựa chọn cái nguồn lực của cái đối tác phía sau cực kỳ quan trọng. Đó. Cái chính sách và cái nguồn lực tiếp theo đó là nguồn lực về pha chế mọi người. Cái công thức để chúng ta kinh doanh này thì là phải có công thức bí quyết riêng. Đó. Và quan trọng là cái công thức đó, cái nguồn lực đó phải từ là cái kinh nghiệm mà đúc kết qua nhiều lần hợp tác với rất nhiều những khách hàng. Đó. Như các bạn thấy, để pha ra một ly cà phê như vậy, không chỉ là chúng ta pha ra một ly cà phê rồi chúng ta cho đường, cho đá rồi lắc lên là sẽ không, mà chúng ta có phải cần có đầy đủ công đoạn, cho bao nhiêu ml đường, đấy, ra bao nhiêu ml cà phê, làm nguội như thế nào, cho đá lắc như thế nào, đó, trình bày như thế nào để ra một ly cà phê đầu ba yếu tố là ngon, đẹp, đầy. Đó, hướng dẫn pha chế cực kỳ quan trọng. Đó. Tiếp theo, cái nguồn lực tiếp theo đó là các bạn phải có nguồn lực về marketing, quảng cáo. Đó. Bạn đừng tưởng là chỉ khi mà chúng ta mở quán thì chúng ta mới cần marketing, chúng ta mới cần quảng cáo. Không đâu mọi người. Kể cả chúng ta kinh doanh cái mô hình cà phê mang đi, chúng ta cũng cần quảng cáo, chúng ta cũng cần marketing. Để làm sao? Để chúng ta có thể thu hút được càng nhiều lượng khách càng tốt. Càng nhiều khách về mua sản phẩm chúng ta thì chúng ta lợi nhuận chúng ta càng cao đúng không? Thông qua những gì? Chương trình tặng combo như vậy. Đó. Các bạn phải tìm được những đối tác mà họ có nguồn lực như vậy, cung cấp cho bạn cái nguồn lực như vậy, phải không? Đó. Rồi tiếp theo là các bạn phải tìm được cái đối tác mà họ có thể cung cấp cho bạn cái nguồn lực là đảm bảo được cái nguồn vốn đầu tư ban đầu của bạn. Đó. Thông qua cái chính sách thu hồi. Đó, mọi người thấy không? Vì sao chúng ta lại phải cần tìm những đối tác như vậy? Bởi vì chắc chắn trong kinh doanh sẽ có rủi ro, và trong kinh doanh chúng ta sau một thời gian kinh doanh chúng ta sẽ đổi ý định, hoặc là chúng ta có một cái mục tiêu kinh doanh khác, thì chúng ta phải có cái nguồn lực này để làm sao để khi chúng ta không có nhu cầu kinh doanh nữa thì chúng ta cũng có một cái nguồn đảm bảo. Đó. Nên cái nguồn lực này cũng rất quan trọng. Và đặc biệt nữa đó là chúng ta phải tìm được một cái nguồn lực với bạn phải tìm được một cái mẫu thiết kế xe
mà nó phải đẹp bắt mắt như vậy, nổi bật đó, đẹp đó, chắc chắn. Đây, người thấy không? Chắc chắn đó. Đó, nên nếu như mọi người mà đang cần tìm một cái mô hình để chúng ta kinh doanh cà phê bán mang đi ấy, thì mọi người phải tìm được một đối tác họ có thể cung cấp cho bạn cái nguồn lực như vậy đó. Thì Lưỡi Cà Phê có đầy đủ những cái nguồn lực như thế. Và ngoài ra nữa là khi bạn mua cái mô hình xe cà phê pha máy mang đi này của Lưỡi Cà Phê thì chúng tôi có cái chương trình đó là tặng bạn 22 món vật dụng lên đến 2 triệu đồng. À, mọi người đây, đây là 22 món vật dụng. Và đây là những cái món vật dụng mà cần thiết nhất để chúng ta có thể bước vào chúng ta kinh doanh liền. Được không? Đó. Trị giá của nó là lên tới 2 triệu đồng. Và Lưỡi Cà Phê sẽ tặng cho những đối tác hợp tác sớm nhất với Lưỡi Cà Phê. Đó. Nên nếu như mọi người đang có ý định để chúng ta kinh doanh thì vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline để Lưỡi Cà Phê có thể liên hệ lại và tư vấn cho bạn sớm nhất. Đó. Thì hoặc là bạn có thể comment phía dưới để Lưỡi Cà Phê có thể liên hệ lại và tư vấn cho bạn cái mô hình phù hợp. Đó. Bởi vì cái mô hình xe cà phê pha máy mang đi của Lưỡi Cà Phê thì chúng tôi có 7 cái mô hình mọi người để chúng ta có thể lựa chọn tùy theo cái khả năng tài chính của bạn. Ok. Nếu như mọi người đã có nhu cầu thì cứ vui lòng liên hệ sớm nhất. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi trong clip này. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip sắp tới.